Lâu chờ anh em nha. Hôm nay mình lại bắt đầu trốn vào một cái game MMO mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình có qua trải nghiệm cái game MMO Alpha nha anh em. Game này là cũng có Brazil luôn nha anh em ơi. Đó. Ở bên này thì đồ họa nó kiểu dạng cổ điển hơn. Đó. Nhưng mà nó nhiều nhiều đồ hơn nha anh em. Đồ nó nhiều nhiều kiểu da mẫu mã khác nhau. Đồ thì nó là dạng PC cho nên nó nhìn nó đồ họa nó không có được đẹp lắm anh em, nhìn nó không có được sáng á. Nhưng mà đồ thì game MMO thì cỡ vậy thôi. Để vậy cho nó đỡ lag anh em ơi. Mình chơi game server nước ngoài cho nên mình phải kiếm cái game giống như vậy. Mình chơi là nó đỡ lag. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là mở bot nha anh em. Thì chơi game mà chỉ có mở bot với đi đâm nhau là sướng thôi. Thì hôm nay mình có chuẩn bị full thùng bot Black nha. Để mở cho anh em xem chơi. Thì đây là bot Black của bên em mua Alpha này nha. Thì mở cái này là nó ra rất nhiều là đồ nha. Đồ Black. Nhưng mà cái đồ ngon nhất là tỷ lệ 0,1% là cái set cheat mark Black nha anh em. Nhưng mà nó không ra một set luôn mà nó chỉ ra là từng món một thôi. Thì có 5 món 0,1% là ngon nhất. Đó. Và một cái khin cheat mark Black. Một cái kiếm cheat mark Black đó. Là 0,2 và 0,3%. Đó, còn đâu là lại là mấy cái kia là Win War of Win of War Black đó là nó có 3% lần. Mấy cái này thì chắc nó dễ nha. Thì hôm nay để mình mở thử cho anh em xem nha. Rồi test nhân phẩm rồi đi khắp các cái mu rồi cái mu nào nó cũng đen đen. Đây. Thì để mình lấy qua bên bao khác nha. Đó, lấy 16 hộp qua đây trước. Đây mình sẽ mở hết nha anh em. Đó. Trước tiên là phải cất con sói vào đó. Để dục cái đống máu đi nha anh em. Hy vọng là đi mình coi những cái game mới là mình test nhân phẩm là nó sẽ tốt hơn, càng ngày nó càng tốt hơn. Thì game bữa trước mình làm cái game kia thì mở ra cũng hên, bắt đầu hên rồi đó, nhưng mà cũng mở khá nhiều nó mới hên đó. Thì ra đây bắt đầu nha. Ném như vậy là không ném được nha anh em. Mình game của Brazil là mình chưa phải để góc trên cùng này có thùng đồ chờ win ra win bùm làm cái win coi đồ mẹ. Cái này là set là cái áo style Black nha anh em. Đó, style Black kiếm được full set Black cũng được, làm cái set trích mắt Black ngon lành coi bụp. Set này set gold God Black cái chân. Đây là da đồ Black không nha anh em. Đồ đen. Nhào vô. Xét gì đây? Xét gold luôn anh em ơi. Còn Black này, Black. Đây nó luôn nặng. Cái gậy nó đó. Đó, da đồ đen không anh em. Cái này là bot đồ đen nha. Nhào vô. Game này anh em Việt Nam chơi cũng nhiều nha mọi người.
Em nói nha cái cùi không vậy? Chờ cái Win cái coi. Chờ Win nha Win. Cái gì đây? Sắp đổ bộ rồi đó, bà mẹ nó. Chân này nè. Hai cái chân, bà mẹ nó quần đâu? Nhào vô, dò cái quần của thằng Style. Sao thấy không có thấy gì tươi sáng này hết á, coi nào, coi kiếm được cái gì cũng chất cháo vậy nào. Á, à, dòng nó dài bà có, nó nhiều món đồ quá mà. Win War of Black. Rồi, toàn mấy cái đồ cùi không à. Nha, món chít mắt coi. Cái gì đây, rồi. Có nó này anh em, đó, set của nó đó. Lấy cái quần coi. Bà mẹ khiên của nó luôn này anh em ơi. Nhà đồ của nó không à. Con mẹ nó không sợ cái gì là không được. Sợ con chim coi. Sợ con chim coi. Khiên anh em ơi, khiên Style. Sợ con chim cái ngai. Lộng kèo nào. Bà mẹ chưa được cái gì ngon rồi. Còn đồ đen. Đồ đen lôi cuốn. Rồi, đấy Style luôn. Tờ Win. Nha Win Black. Rồi, bà mẹ nắm cái đồ này. Nha, cái đồ này khó trời anh em ơi. Chờ Win cái coi. Lục cái Win coi. Rồi, chít mắt Black nha anh em ơi. Một cái tay nha. Ngon. Tôi thích màu đen. Màu đen lôi cuốn. Mà lôi cuốn là phải sạch dầu. Mà sạch dầu là tôi dùng clear. Yeah. Mình nhìn thì hay dùng dầu gội clear nha mọi người. Đó, nhà được cái tay kít mắt Black nha anh em ơi. Loại này lại hiếm nha. 0,1% á. Mở 120W này không biết được được full set không. Rồi đã hết 16W rồi nha. Lần này mình lấy nhiều chút xíu coi. Hy vọng mở hết thùng này cũng được full đòi quần hàng thanh nghề tần số cấp 2 không anh em ơi. Sói cấp 2 với ngựa không à. Mình thì chưa có sói cấp 2. Chắc phải tậu thôi anh em ơi. Quay kiếm cái gì mà quay kiếm cái gì đây. Chờ tay nữa. Bà mẹ nó sao ra cái set chờ tay không vậy. Mới được cái tay chít mắt à. Chít mắt Black nào. Rồi Win nữa rồi. Bà mẹ. Chít mắt Black. Cái gì đây. Gôn quần. Thấy nó vẫn xui anh em ơi. Mở mãi mà mới ra được một món. Cái gì đây? Rồi cái đầu nữa. Bà mẹ nó. Nó chưa ra cái loại mà mấy cái này. Đây. Anh em thấy không? Gậy này. Rồi đầu má nón vì đây là toàn 10%, 9-10% với 7% là nó ra. Còn những cái mà hàng hiếm là nó không ra. Đó, sơ sơ là đủ set rồi đó. Nhét anh em vào mặt chơi. Em mai mới chơi vào mình cho mấy cái này nha. Tờ cách Win cái coi. Ném vào mặt thằng này cái coi. Rồi ra cái Style nữa. À, đen lại còn lắm lông. Đen lại còn lăm lông. À mẹ đó à, hết chỗ để rồi. Tốn kém chỗ để đến ra cái gì nhỏ thôi. Chờ Win coi. Chờ Win ra Win lại cái áo bà mẹ nó nữa. Cố đi rồi.
Ô chính. Là cái binh ập go này kia cũng được. Odin cởi quần ra luôn. À mẹ, cởi cho nó mát thôi. Đặt con chim coi. Bụp chiêu rồi, ô má vẫn tác phẩm ngắt tắt đèn của người ta tối rồi. Con bà nó mở bot ở đâu nó cũng xui vậy. Chít mắt rồi cái gậy nữa. Ủa quá nhà mày. Cùi có nào rồi đấu má nó lại áo nữa. Đợt CLM nó đấu má bắt đầu đến lúc chữ thề đó. Đầu đến lúc chữ thề đó. Rồi. Xui đó. Rồi nhào vô. Rồi đồ go no được. Rồi cái coi. Do gôn với hút mình chưa đọc lộn hỏi anh em. Bà mẹ nó. Gót. Đó, đọc vậy là đó. Ra luôn. Rồi một nửa số mod đã ra đi rồi đó, chắc phải 60 mod rồi anh em. Mà mới được có một món một à. Cái gì vậy trời? Vậy ai chơi sờ quên gai bụp nào. Rồi đổ bà mẹ nó. Rồi xong. Hết khin rồi đâu mà gót tùm lum này kia không à. Gót này, gót đó. Tín mày đang gạo ra, đúng má, vui vẻ nhưng mà tao vẫn gạo nha, đúng má. Vui vẻ mà vẫn gạo. Đó, trời hơn một nửa rồi anh em ơi. Thôi, con này xong rồi. Con này ai chơi cho lại. Làm chắc được hai chập nữa thôi anh em ơi. Đi mẹ đó. Akai đó. Ra được một món bây giờ đó. Một món là sao xài. Thằng gì đặt tên thấy ghê trời. Đấy, gì đó. Tên này chắc vào ngày có Việt Nam luôn quá. Đấy. Chưa cắt. Này, mấy ông Việt Nam hay tụ tập ở trên Arena không anh em ơi? Ai chơi chứ lên Arena không là gặp mấy ông Việt Nam không á. Còn Arena 11 này là gặp mấy ông Tây. Tây nó đứng Arena 11 không à. Còn gặp mà chạy vòng vòng á. Chạy vòng vòng là mấy con chó. Giỡn thôi, game này là đó. Vào là đánh lệnh nó full hết đồ rồi cho nên không có đi đâu hết nhá, chỉ có lên Arena đâm nhau rồi anh em ơi, mới đi săn boss này kia thôi. Game là vậy thôi, rồi đồ đạc này kia thôi. Trang bị chạy đua vũ trang. Đâm nhau chơi. Thằng nào đâm thốn hơn, thằng nào đâm sâu hơn. Đó. Đâm thốn hơn này. Rồi. Cũng được anh em ơi, cũng được cái gậy này cũng được nha, cũng đỡ nha. Cái gậy này là cái gậy chít mắt black đó, thấy chưa. Thuộc hàng cũng là hiếm á. Rồi để đây trước đi. Chiếu anh quay lại với em sau này nè, cái coi cái gậy chít mắt black đâu. Mắt đâu, mắt đâu. Đó, mắt đâu đó. Bà mẹ nó không thấy nằm đâu. Cái gì mà có không phải mấy phần trăm luôn anh em. Hai món chít mắt và lách rồi. Anh nghĩ cho suy đủ đủ bộ đi. Cho đủ bộ xem nào. Khán giả người ta nhìn quá trời kìa. Người ta coi mới cho cái gì hấp dẫn người ta mới coi chứ, cho đủ bộ nha. Năn nỉ nha. Ok nha. Ok.
Bà mẹ. Sờ huynh nha con huynh, sờ huynh nha huynh. Căng căng căng. Giờ mới được hai món black à. Hai món chít mắt à. Cái gì đây? Tại rồi đây nữa. Chơi luôn đi. Có sợ con mẹ gì hết á. Bây giờ sợ. Sợ lắm mẹ gì. Lâu lâu móc cái thôi sợ gì nữa. Rồi. Sợ cái gì nữa mà sợ. Sợ cái gì nữa mà sợ. Sợ. Móc này, móc này, rồi sờ hay không sờ nó cũng ra xui vậy anh em ơi. Đi ra xa, thiệt xa coi. Lại ở gần mấy kia đồ VIP quá nó không 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 sợ nó không ra luôn á. À mẹ nó, vẫn vậy. Bà mẹ nó en nhách, nó về en nhách mà nó bắn 300 thừa tay cái con mẹ nó giao gớm kìa. Chào nè, chào nè. Ờ, Quỳnh. Ra cái Quỳnh chích mắt. Rồi, được cái gậy, được cái gậy, được cái gậy, được cái gậy. Được cái gậy nha, được cái gậy nha. Ờ, à, được cái khiên nha. Nhầm nhầm, nói lộn này nha mày. Cái khiên nha, cái khiên là một khiên nè. Một khiên, một gậy rồi nha. Một khiên, một gậy, một cái tay à, làm sao kiếm đủ bộ đây, sao đủ bộ được, cho đủ bộ nha, em năn nỉ nó quá trời mà, cho đủ bộ cái coi, rồi tay bà mẹ nó, không ổn à, này mình nó cho không đủ bộ thì mình cũng đâu có chơi được, có cái xong bạn ấy nó, cái tên kỳ hay là cái máy máy bị sao đó. Đó. Làm phát coi áo chít mắt trời đồ mẹ nó tại sao vậy nhỉ, tại sao vậy, cái gì đây bà mẹ, nó lại cái đồ cùi nữa rồi, để đâu thấy nó hơi bị cấn cấn gì đây à. Cho thêm mấy món nó đi cho đủ bộ quần áo coi năn nỉ mà, rồi đọc cùi không thôi mở bên này nữa, còn 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 mấy món này nha mày, còn có 32 32 bot. Trời ơi mẹ nó. Không ra nổi cái nữa. Được một món là im nha luôn, chắc phải làm 3 4 bao rồi được. Ấy da, vậy da. Mới vừa nói xong. Được thêm cái nón anh em ơi. Được cái nón rồi, cái nón cái tay rồi, còn cái áo nữa, cái gì đây, cái gì đây, chít mắt black anh em ơi, mới vừa nói xong nó ra anh em ơi, nó nè anh em thấy cái option ẩn của nó không, anh thấy thấy mấy cái đồ này nản không, bà mẹ nó nhìn quay coi mấy cái đồ này nè, à, cộng 7% này. Cưới Dino là cộng được 7% bơm máu này. Ở đâu? Ngoài Tura là máu ta. Để đây chút xíu lên Google gì. 10% này nữa nè. Đó. Chắc ngon ta. Cái đây thuộc hàng hàng ngon. Cây Quỳnh. Bà mẹ nó. Windows. À, Windows đâu má tưởng. Tưởng hệ hệ điều hành Windows nữa. Windows đó. Đâu nó vẫn vậy. Bà mẹ nó xàm rồi đó. Bà xàm bà láp rồi đó.
nha nha, nón rồi, quần rồi, tay rồi, còn cái áo với cái chân nữa, áo với chân nha, một cái áo, một cái áo, một cái chân, ông cho là tao nghĩ.